nhưng mà chốn thiên linh không dành cho lối duyên ngầm. Nàng là lương y chữa lành bệnh tương tư, ta mất cả lương chi khi gần nàng nó nương tử. Chẳng chẳng dấu gì ta đã viết cả tâm thư kể về một người con gái trở thành một câu chuyện bất tử. Viết lấy giang sơn và ta ví như họa, ta đổi lấy nụ cười nàng cứ tựa như hoa. Bỗng thấy nhói tim nàng có phải cái châm lạ, tự phát sáng như xa lệ tử giúp ta bỏ cả tâm tà. Tại sao ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân, ta quyết chiến thiên địa nếu duyên này ai ngăn. Nàng vẫn độc đinh ta cũng là trai tân, kết đôi sinh ra hài tử đặt tên là Khai Tâm. Mối tình từng hẹn ước lưu truyền bao kiếp duyên bi sầu, để gặp người khi trước ta nguyện đi phiêu bạt nhân gian, nơi rừng sâu trong thiên bằng lục tìm mãi khiến ta vương tình à. Hỡi thế thái nhân gian luôn ngồi ai ơi, chẳng khuya mộc làm vẫn luôn tìm theo ấy trong nhân tình ngả vàng bánh hoa. Có giờ khi đã tương phùng duyên, nước quên câu hẹn trăm năm chân dài. Khuya mộc làm đứng đâu nhìn theo nước mắt chẳng đánh thanh trong gió tiêu. Quên đưa bước đi nhân tình, kiếp sau ta sẽ gặp nhau. Chẳng khuya mộc làm vẫn luôn tìm theo ấy trong nhân tình ngả vàng bánh hoa. Có giờ khi đã tương phùng duyên, nước quên câu hẹn trăm năm chẳng dài.